Thái muốn chào tất cả quý vị và các bạn ha. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một video tiếp theo ở trên kênh Đời Sống Nha Trang. Kính thưa quý vị, em đang ở khu vực số 5 Trần Đường ha, ngã tư Trần Đường và Thống Nhất đây. Hay công viên Trần Đường, công viên Võ Văn Tý đây quý vị. Bên tay trái chúng ta là cái vùng bên Phương Xài, đi về hướng chợ Phương Xài Phường Củi vậy nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng về chợ Phương Xài Phường Củi ha quý vị ha. Sau đó thì vòng ra đường Phan Văn Giót chạy về hướng chợ Đồng. Mời quý chú chị và các bạn đồng hành với em trong video sáng nay nha. Kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ rưỡi hơn rồi. Nói là buổi sáng thì cũng đúng, mà buổi trưa thì cũng chưa tới trưa ha, vì lỡ cỡ quá. Thôi thì em xin phép là chúng ta đang ở buổi trưa nha. 10 giờ trưa hơn rồi. Chúng ta đang trên đường đi về hướng chợ Phường Củi quý vị. Cập nhật cho quý vị và các bạn thời tiết Nha Trang ngày hôm nay rất đẹp luôn, nắng đẹp, rồi không có mây, rồi trong xanh, tuyệt vời. Em đang có mặt tại con đường Phương Xài đi vào hướng chợ Phường Củi Nha Trang. Giờ này thì chợ đã trưa rồi quý vị. À, đâu đó hai bên đường vẫn còn các cái cô bán rau, các cái chị bán thịt và các cái chị bán trái cây vẫn còn ngồi bên đường đây. Vẫn còn bà cố gắng để bán nốt cái mẹt rau, cái mẹt cá để về cho kịp buổi trưa, cho kịp cái giờ buổi trưa nắng nóng quý vị. Những hình ảnh hết sức là thân thương quý vị nha. À, một cô bán bắp á, ngồi bán đường với những trái bắp trưa, trái bắp sáng còn là sót lại. Một chị bán tôm ngồi đây với những con tôm á, những con cá. Mong muốn người khách cuối cùng ghé mua để rồi nhanh chóng đi về với gia đình, về với con cái nấu bữa cơm trưa. Đấy quý vị, những hình ảnh hết sức là thân thuộc, thân quen tại khu vực con đường Phương Xài Phường Củi. Và nói mỗi lần đi qua đây thì em lại cảm thấy nó có một cái gì đó hết sức là thân quen, thân thuộc quý vị. Nó mang cái nghĩa hết sức là tầng lăng, hết sức là đặc biệt. Đấy, những cái vừa cá nhỏ ven đường, hôm nay cá nhồng nhiều ghê quý vị. Cá nhồng nè, cá nục. Rất nhiều cá đỏ, cá sông thóc tùm lum hết. Tất cả đều cũng hối hả trong buổi trưa chiều đó, muốn mua bán thật nhanh để rồi đi về với gia đình ha, về với người thân gia đình mình nấu bữa cơm ăn buổi trưa. Giờ này thì trời nắng lên rồi ha, có một số người còn đội nắng ngồi ngoài đường luôn này quý vị. Hình ảnh thân quen của khu vực chợ Phường Củi Phương Xài quý vị nha. Đấy, chúng ta sẽ quay trở lại đi ngược một vòng nữa, sau đó đi về hướng đường Phan Đình Giót. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành với em. Đấy, quý vị nhìn bên đường quý vị cũng thấy những cái chị bán cá ngồi dưới những cây dù nắng nóng cực kỳ, ngồi bây giờ ngoài trời rất là cao, rơi vào khoảng được 35 độ, khá nóng đấy quý vị. Chúng ta sẽ rẽ xuống đường bên cá nha, chạy về đường Phan Đình Giót. Đấy, quý vị, những hình ảnh Nha Trang thân yêu ha, quý vị thấy thế nào? À, xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn gần xa, đặc biệt là những người không sống ở Nha Trang, những người đã từng sinh sống, đã từng sinh sống ở Nha Trang, bây giờ thì xa xứ xa quê ha, những hình ảnh này gửi đến tất cả quý vị, thân quen thường ngày thôi, cuộc sống Nha Trang như thế, vẫn như vậy thôi. Con đường bến cá đi về hướng cầu Hộ đây quý vị, về bến cá cầu Hộ năm xưa, hình ảnh rất là đặc biệt, rất đẹp. Nó đi một đoạn đó thôi thì chúng ta đến cầu Hộ rồi. Bên đây phải là khu vực cầu Hộ, là cái khu vực bến cá cầu Hộ năm xưa đây. Chỗ này có cái chợ nhỏ đây quý vị. Đấy, ngày xưa thì tàu bè có thể đi vào khu vực con sông cầu Hộ này. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy là không còn nữa rồi. Những hình ảnh đó đã trở vào dĩ vãng, thuộc vào những cái gì đó quá khứ xa xăm. Đó, đây là khu vực ngay cầu Hộ luôn đây. Đây là đường đi về hướng chạy thẳng là lên Lưu Đình Của đấy quý vị. Em xin phép quay lại nha, quay lại và chạy về hướng Phan Đình Giót. Trời khá là nắng quý vị. Em sẽ rẽ về hướng cái vị trí chỗ cái chợ nhỏ này quý vị nha. Con hẻm nhỏ này chạy đi lên chỗ đường Phan Đình Giót luôn. Chỗ này có cô bán trái cây. Đấy, quý vị còn nhớ con hẻm nhỏ chỗ cầu Hộ này không? Đấy, con đường ngày xưa bến cá cầu Hộ đó. Đi thẳng này rẽ lên tay phải, chạy lên lại Phan Đình Giót. Đây quý vị, ngay góc đây rẽ lên Phan Đình Giót lại.
tại số nhà 39 Phan Đình Giót. Con đường Phan Đình Giót nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là đông đúc quý vị. Quán xá ven đường tấp nập ha, xe cộ qua lại cũng rất là nhiều. Chỗ này có quán bánh bột lọc, quán bánh căn thì cũng đã nghỉ trưa rồi. Rẽ về hướng chợ Đồng ha, chạy qua đường Trần Quý Cáp. Ngã tư Trần Quý Cáp với lại Tô Vĩnh Diện nè quý vị. Chờ bán xe thì chúng ta sẽ đi về hướng Trần Quý Cáp nha. Trời nắng quá thành ra ai cũng tranh thủ chạy nhanh để trốn nắng. Giờ này cái quán cơm ngay góc đầu đường Tô Vĩnh Diện chỗ này đông khách lắm, ăn cơm bình dân á. Bánh xèo cô Bảy ha, đẹp rồi, trưa rồi. Sách Tân Tiến ngay chỗ rạp Tân Tiến đường Lê Thành Phương nhà thờ ở đây thì bây giờ cũng đã dời về hướng ra đường Thống Nhất rồi quý vị. Không biết sắp tới đây thì rạp Tân Tiến sẽ được sử dụng để làm cái gì, chúng ta cùng chờ đợi thôi. Hiện tại bây giờ thì nhà sách Tân Tiến cũng đã dời về Thống Nhất rồi, giờ về hướng chỗ đường Độc Lập, đầu đường Độc Lập Thống Nhất. Đoạn đường chỗ này thì rất nhiều các cái cửa hàng bán hàng nhôm sắt quý vị ha, bên cạnh đó là các cái salon bán xe máy cũ. Nên con đường Trần Quý Cáp thì cũng khá nổi tiếng về các cái salon xe máy cũ rất nhiều luôn. Nhiều khi cứ nói mua xe máy cũ thì cứ đến Trần Quý Cáp mà lựa thôi, vì bên này thì rất nhiều các cái salon xe máy cũ. Nhà từ kẹt xe cứ ngắt đi quý vị. Có cái xe tải đậu ngay đây luôn. Em sẽ rẽ Trần Quý Cáp chạy về hướng Hãng Tư nha, sau đó thì chạy phía xuống chỗ khu vực trường tàu để vào đường Lý Quốc Sư quý vị, khu vực đường Kim Đồng đó, chạy xuống chợ Đầm luôn. Con đường 2/4 giờ này đông quá. Ngã ba Lý Quốc Sư ha, để về khu vực trường Tương Vương thẳng xuống chợ Đầm. Giờ này chợ cũng đông lắm ở dưới đó mà giờ này trưa nắng rồi. Phạm Hồng Thái quý vị, con đường với những quán cơm tấm rất là ngon. Giờ này thì đi xuống chợ Đầm thì đa số bà con người ta núp nắng hết rồi. Các cái gian hàng ở trong này bây giờ cũng đã dọn dẹp phần nào, tại vì thời điểm bây giờ là đã buổi trưa rồi, 11 giờ kém rồi quý vị. Thẳng qua đây là các cái gian hàng bán bông hoa đó. Mới chắc có thể đông khách du lịch đó. Thấy cái bãi xe phía trước đông khách lắm, chút xíu chúng ta đi vòng ra phía trước sẽ thấy. Giờ này là khách du lịch ở trong khu vực chợ mới sau này đông lắm nè. Chỗ này chuyên về rổ rá các loại luôn, hàng mây tre đan. Em sẽ đi một vòng ra sau chợ cá quý vị nha, đó quay ra phía trước.
Trời này nắng quá trời luôn. 11 giờ chính xác là 11 giờ kém 10, 10. 11 giờ kém 10 luôn. Bữa đâu cũ. Đi ra chỗ này, ngang cái vườn chỗ này là quý vị cứ nghe mùi hành tỏi rồi. À, hành tây rồi cà rốt rồi đấy. Nó quay nó bốc mùi lên rất là nồng nặc. Vừa mà. Vừa rau củ gia vị đó. Nó rất là quen thuộc tại chợ Đầm luôn. Đó, các chị ngồi trưa coi những cái mẹt cá, mẹt bán những con cá cuối cùng buổi trưa để chuẩn bị về buổi trưa rồi, nắng lên rồi. Chỗ này là cái dãy bán bún, bún mắm nêm. Đi một vòng ra phía trước xem khách du lịch có nhiều hay không quý vị. Nhìn vào cái lượng xe đổ trước là biết ngay. Anh sẽ đi vào đây luôn, rẽ vào đây luôn. Để ra cho quý vị coi. Đấy, quý vị nhìn lên khách du lịch đông lắm. Giờ này thì khách đổ về chợ Đầm rất là đông, khách nội cũng như khách ngoại. Đổ về rất là nườm nượp luôn. Quý vị nhìn khách nội cũng có, rồi khách Hàn Quốc rất là nhiều luôn quý vị. Giờ này buổi trưa bắt đầu khách đổ về đông ghê lắm. Đúng cái nào mát mát chút, nắng quá. Đấy, quý vị thấy khách du lịch đông chưa? Nha Trang mùa này thu hút khách du lịch rất là nhiều. Phải nói là một lượng khách rất là lớn luôn, đổ về với chợ Đầm, đổ về các cái điểm tham quan trong thành phố. Bên cạnh chợ Đầm thì có chùa Long Sơn đó, ở khu vực danh thắng Ông Trồng cũng vậy. Hiện tại bây giờ tại danh thắng Ông Trồng cũng rất là đông khách. Khách Hàn và khách Trung rất là nhiều quý vị. Đấy, những hình ảnh quý vị thấy thực tế tại chợ Đầm nha, thì là thấy là biết được là đông như thế nào rồi. Xe du lịch đổ ở đây chật cứng luôn, cái bãi đổ xe phía trước cổng chợ đây là hầu như là không còn chỗ đổ nữa đó quý vị, kín bưng luôn rồi. Các cái gian hàng bán trái cây, nước ép sinh tố thu hút rất đông khách du lịch. Có vẻ như khách du lịch đến Nha Trang họ thích uống trái cây, sinh tố trái cây. Ở bên đây trái cây nó rẻ, mua uống nó cũng giá rẻ bình dân, chất lượng nữa, tạo một cái sức hút rất là mạnh mẽ luôn. Quý vị thấy trước cổng chợ xe ráp quá trời luôn. Xe ráp này là không phải là người ta đậu chờ khách đâu quý vị nha, mà người ta đưa khách vào chợ Đầm cho họ đậu đeo đón và chờ đó, mà chờ khách ra để họ đi tiếp đó. Nhưng mà thay vì chạy tốn xăng thì họ đổ tại đây họ đợi, và nó là như vậy đó quý vị. Em sẽ đi thẳng ra đường Trưng Vương ha, chạy qua đường Trưng Nữ Vương ngày trước, đường Hai Bà Trưng đây quý vị. Đường này bây giờ làm lại rồi, đẹp quá. Đi qua đây là cứ nhớ các cái sạp bán điện thoại cũ ngày xưa ha, bán đồ điện, các cái thiết bị remote TV, điện thoại, máy nghe đài. Ngày trước là tập trung ngay ngã tư Hoàng Văn Thụ này nhiều ghê lắm, bây giờ thì chỉ còn lại một cái tiệm nhỏ nhỏ chỗ này thôi. Ký ức những cái thời là cái năm đầu năm 2000 quý vị nha, 90-2000, quá trời đồ điện tử. Qua Trưng Vương luôn quý vị, chạy Trưng Nữ Vương, chạy qua chỗ Hoàng Hà Thám á, chạy qua trung đường Hoàng Hà Thám luôn. Bên tay trái chúng ta là ngôi trường Nha Trang, High School Nha Trang đó. Ngày xưa đây chính là trường nữ sinh Nha Trang, nếu em nhớ không lầm là vậy. Thì bây giờ là trường High School Nha Trang nằm trên đường Hai Bà Trưng, ngày xưa là trường đường Trưng Nữ Vương. Chỗ này thì có quán bia Việt Đức. Qua cái đoạn cua này thì chúng ta thấy là bước vào đường Hòa Thám nè. Xe quá trời xe luôn quý vị thấy không? Nha Trang bây giờ khách du lịch đến nhiều. Cuối hè tự nhiên nó tăng đột biến quý vị. Và có lẽ thì cũng sẽ cuối tháng 8 này thôi, khi đó thì khách nội sẽ giảm dần đó. Đó là cái điều đương nhiên quý vị nha. Bây giờ thì người ta tranh thủ đi du lịch, hai tuần nữa cái cháu sinh đi học lại rồi, một số gia đình thì đi du lịch trễ lắm, cuối hè mới đi. Đôi khi người ta bận công việc đấy quý vị, họ để dành đến cuối hè họ mới đi du lịch.
một số thì đầu hè nó khác. Một giờ đúng rồi quý vị nha, 11 giờ đúng rồi, trời khá nắng. Chung cư Hoàng La Thám này quý vị, khu B. Em sẽ đi thẳng qua Vincom Plaza, chạy về hướng đường Nguyễn Điện Thục, sau đó về lại Bạch Đằng ha, về lại Bạch Đằng Tô Hiến Thành, kết thúc video luôn. Trời, ngã ba này mát quá, đứng ở đây chút xíu quý vị. Ngay ngã ba Vincom Plaza đây. Chỗ này thì che bóng nắng một cái cây rất là mát. Vị trí phải nói là rất đẹp luôn quý vị ha. Rồi, tiếp tục đi thẳng thôi, chạy qua đường Nguyễn Điện Thục. Sau đó thì rẽ về hướng Bạch Đằng. Khách hàng ở Nha Trang bây giờ nhiều lắm quý vị. Quý vị biết cái lượng khách mà đổ về sân bay Cam Ranh mà mỗi ngày quý vị biết tưởng tượng rất đông. Các cái chuyến bay thẳng từ Incheon, Busan về đến sân bay Cam Ranh phải nói là đem theo một lượng khách rất lớn luôn. Tầm từ 10 giờ đêm tới 2 giờ sáng quý vị biết cái sân bay Cam Ranh mà sân cảng nhà ga quốc tế Cam Ranh đón khách Hàn Quốc phải nói là cực kỳ đông. Em đã có cái video gửi đến quý vị đó, mình thật trực tiếp tận mắt có mặt tại sân bay Cam Ranh để mới thấy được lượng khách đổ về vào cái tầm thời điểm đó. Các cái đoàn khách du lịch đổ xuống rồi có những cái đoàn tour người ta đón tại sân bay luôn. Rất mừng ha, rất mừng vì Nha Trang được khách Hàn Quốc ưa chuộng đến như thế. Họ coi đó là một cái điểm đến mà không thể bỏ qua khi đến tham gia tham quan du lịch tại Việt Nam. Đây là con đường Bạch Đằng của Việt, chỗ này có cái quán bún cá mịn rất đông khách vào buổi trưa. Bên cạnh đó là quán bánh mì Fan á, cực kỳ đông khách luôn. Khách du lịch đổ vào đây rất là nhiều và người ta thích ăn cái bánh mì Fan chỗ này lắm quý vị. Quán chỗ này là khách Hàn Quốc ngồi xếp hàng đợi chờ luôn. Ngã tư Tô Hiến Thành vào Bạch Đằng. Chỗ này có cái quán cà phê CCCB, đối diện bên kia là cái tiệm spa rất là đẹp ha. Khu vực chỗ này đi ra đến Minh Khai thì rất là nhiều các cái cửa hàng spa, tiệm spa làm đẹp, đáp ứng cái nhu cầu khách du lịch thôi quý vị. Khách du lịch có nhu cầu làm đẹp spa thì người ta sẽ mở các cửa hàng spa, và thực sự ra thì rất là đúng luôn, rất là hợp gu luôn. Khách hàng khách Nhật Bản rất thích đi spa.
Rồi đến đây thì em xin tạm dừng video ngắn trưa nay quý vị, một cái video ngắn thực hiện vào buổi trưa ha. Dẫn dắt cùng quý vị chúng ta đi dạo quanh các con đường Nha Trang, một chợ Phường Củi ha, đến chợ Đầm, về lại khu trung tâm Nha Trang. Chân thành cảm ơn quý vị ha, hẹn quý vị trong các video tiếp theo. Quý vị nhớ bấm chuông để khi đăng ký kênh ha, để nhận thông báo khi có các video mới diễn ra mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video mới ngày mai. Xin chào nha, chào tạm biệt.